Wednesday. Xin chào quý vị và các bạn của Đẹp 24/7. Tôi là MC Kim Anh của Makeup Pro. Kim Anh mở điệu đà có một chút thôi mà đã bị nhắc nhở rồi. Chả là ngày hôm nay thì Kim Anh đang diện trên mình một phong cách mới có phần phóng khoáng hơn, tự nhiên hơn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Quý vị và các bạn đã nhận ra đây là phong cách gì chưa? Nếu như chưa thì ngay bây giờ hãy cùng theo dõi chương trình nhé. Wednesday. Boho style là xu hướng thời trang làm đẹp theo chủ nghĩa boho miền, thường được các nghệ sĩ, nhạc sĩ và các diễn viên ưa chuộng. Bắt nguồn ở Pháp từ cuối thế kỷ 15, phong cách này đề cao sự tự do, phóng khoáng và hoang dã của những người dân du mục. Qua thời gian, style này được các nhà nghệ thuật tìm hiểu và định hướng, trở thành một vẻ đẹp cá tính trong cả lĩnh vực thời trang lẫn làm đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, Boho Style chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, để có thể giúp cho quý vị và các bạn có thể áp dụng một cách thành thục trong cuộc sống hàng ngày, thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình để lắng nghe hướng dẫn đến từ chuyên gia nhé. Với lịch sử lên đến hàng trăm năm tồn tại và phát triển, Boho Style đã mang đến cho chúng ta một vẻ đẹp tự nhiên, phóng khoáng nhưng không kém phần cá tính. Ngày hôm nay thì chuyên gia đã giảm bớt đi sự cứng điệu của những gam màu nóng để phù hợp hơn khi xuống phố. Các bạn cũng đừng ngần ngại áp dụng phong cách này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.